NewX MB3 là một con phơ bàn bỏ túi, sử dụng hệ chip tương đương với con NewX VG30 các bạn. Nó có thể làm được tối đa là 7 reset ha. À, chúng ta có thể chuyển tiếng trên điện thoại hoặc là trên này cũng được. Và chúng ta có thể làm tiếng như một con phơ bàn bất kỳ bằng cái phần mềm có tên là Mighty Amp ở trên điện thoại. Sau khi chúng ta làm xong, chúng ta lưu lại và chúng ta sử dụng không cần đến điện thoại nữa. Và đây là một vài tiếng của nó. Clean ha các bạn. Guitar thùng giả lập. Nhỏ gọn, dễ dàng mang đi, rất là phù hợp cho các bạn hay di chuyển, thích tập luyện mọi nơi mọi lúc ha. NewX MB3 có giá bán là 2,2 triệu. Chúng ta sẽ cắm thẳng vào cái output của guitar, không cần thêm dây dắt gì cả ha. Cắm vô là xong các bạn.